Ông phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ cho biết, những năm qua, hệ thống giao thông nông thôn thủy lợi trên địa bàn các xã, ấp xây dựng nông thôn mới của thành phố tiếp tục được đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện tại các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%, đường ngõ sớm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%. Năm 2021, các tuyến quyện, xã quy động nguồn lực xã hội để bắt mới và sửa chữa 57 cây cầu nông thôn, sửa chữa nâng cấp trên 48 km đường giao thông nông thôn. Về thủy lợi, hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư đào chết kiên cố quá, đạt chuẩn, xây dựng đồng bộ và cải tạo, nâng cấp, đề bao khép kính, đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho người dân. Chỉ tính riêng năm 2021, các địa phương đã đầu tư 12 công trình thủy lợi với tổng kinh phí 16 tỷ 400 triệu đồng.